Rồi chào các bạn, ở đây có nguyên bộ kêu bán nha anh em. Đây 100 lẻ này rất là liền ha. Đây, máy cột chè thì nằm ngoài kia. Bữa nay có hai ông khách ở Sóc Trăng lên coi. Bên này một ông nè, chút xíu có một ông kia ở dưới Sóc Trăng đang lên các bạn, thì ông này coi trước thì ông kia lên coi sau. Nói chung mình dắt đi thì mình dắt đi thôi chứ chẳng biết là có thành công hay là không. Đây 105 kh nè, rồi 2k nữa nè anh em. Máy này đồ cũng đẹp lắm, bán nguyên bộ nha anh em. Con thì còn green cũng nhiều lắm á, chân thì gắt cũng rất là đẹp nè anh em thấy không. Thì có xịn nè, công hàm đây. Ông anh này ở Sóc Trăng ông lên ông đi vòng vòng ông coi từ ở đây ông coi dài về Hòn Đất Kiên Giang luôn nha các bạn. Đây là cái cọ thì nằm đằng kia, máy thì chút mình quay cho anh em coi chạy ha. Nguyên bộ này ông chủ cũng kêu bảy xị các bạn ơi. Rồi cái cọ mình là chân 70 đầu 70 luôn hả? 70 là đầu 70 đúng chứ bắp á. 70 chứ bắp ha, mà chân 70 hạ, chân 70 đóng. 70 đóng. 70 đóng ha. Xe bán xe Nguyễn Hậu Phú Hòa đó. Biết rồi. Như y gan lái màu cằn y gan như ngày vậy nè, mà làm gin chứ đâu có giá vàng đâu, nhìn thấy là chữ đẹp lắm. Đây động cơ này 4 số bắp mặt bung rồi ha anh. Bung rồi, mới làm đó mà không gài chưa, phải chạy vô đai đó, sợ sợ rồi chạy thí luôn đó. Đây động cơ 4 số bắp nha anh em. Rồi số bắp này sẽ có cái dòng con này đợi nhiêu ta, 16 hả? 26 hả? Hả? Đây đời 26 hả? Biết đời nào rồi mua cái máy này mua máy chết. Máy chết ha. Rồi gì anh làm lại? Mới bằng lại anh em. Bỏ xì lỗ mũi gì để chai hứng nha cha nội. Không phải, tại vì chưa có chạy gu đai đó. Mới 2-3 bữa gài nè. Rồi đung vô chạy quá chạy rồi để sợ nó xịt nhớt lỗ mũi á. Sợ nó chưa ơn bạc á, bữa nay hôm qua nay thấy đỡ đỡ rồi nè, im rồi đó. Im ha. Bố số bắp nha anh em. Đầu rất mạnh luôn. Cậu Nguyễn Hậu, cậu này cũ à. Còn đóng cũng lâu ha, mấy năm ha. Cốt 30 hả? Cốt 35. Cốt 35. Chân 70 của Nguyễn Hậu, đầu 4 số bắp. Máy cắt 100 lẻ, chẹt 5 hồng ngang nhiêu à? Chẹt mỹ đỉnh. Mỹ đỉnh ngang nhiêu? 3 rưỡi. Dài 11 à? Dài 11 năm. 11 năm, mũi đầu 60 gin luôn phải không? 60 gin, hộp số Trung Quốc mà 027 á. Rồi chút xíu mình quay chẹt cho anh em coi ha. Rồi đây ông chủ ruộng chạy thử luôn các bạn ơi. Máy này đang nằm ở bên chợ máy, anh em gần chợ máy nha. Anh em nào có coi thì liên hệ thì ta bán nguyên bộ, anh em bán lẻ không bán nha. Có chẹt thì chẹt bình đỉnh 3,5 m dài 1,5 m, buổi đầu 60 đẹp, đẹp lắm mà, đẹp mới chứ hơi cũ. Đây về ông này ông chủ máy ông mua ông lên ông chạy thử luôn các bạn. Máy chạy rất lớn nè. Nhà nó gần đây luôn hả vậy? Nhà anh là ngay gần chỗ đậu chẹt á. Ngay cái chẹt là ngay nhà đó. Thì là chút ra ngoài là hỏi nói anh tên gì? Tôi. Từ anh nói. Đây là quân nấu dài dài ngoài là ai biết anh? Vậy đặng chút em có ra quay cái chẹt đặng em nói anh Tư em kêu quay đặng nó dễ ông nội. Chiếc chẹt anh em, chẹt 3,5 m dài 1,5 m, chẹt khá đẹp, mình đo bụng rồi hết trơn các bạn. Anh em khỏi chơi cái chiếc này rất đẹp luôn, buổi đầu 60 luôn, 60 gin luôn á, chẹt đỉnh nè, chẹt đi 100 lẻ vừa hết luôn, và bán nguyên bộ chung nha anh em, chứ không có bán lẻ nha anh em nào mà đừng hỏi mà bán lẻ không lẻ nha. Thì bữa nay có ông anh ở dưới Bạc Liêu, ôi Sóc Trăng cũng lên, một chút có ông anh lên nữa, lại ông anh lên coi bộ này, rồi chiều gì mình đăng lên cho anh em coi ví dụ nó còn ha.
Nghe chạc này rất là chuẩn luôn. Buổi xưa cho anh em thôi chứ chạc này cũng còn rất là mới. Chạc sát tái luôn. Anh em đi khỏi chơi, 100 lẻ vừa đi luôn á. Từ mí mui trong này ra tới cái mí mũi là 8m3. Và đi anh em muốn lăn luôn á. Khỏi sợ chặt hẹp. 11 mét rưỡi anh.